Và lớp thứ là trời tà ma sắp dự chúng em sẽ tầm dừng đến đây. Và còn lớp thứ tư là lớp đậm quang và di quang và lớp cửa tán an nơi thầm mộ. Và trước khi em cháu bước vào làm lệ đậm quang và di quang, thì trong giờ phút này em cháu sẽ sờ thừa cho bà con bác và các chị em chúng ta năm thấp. Khi bà con bác và các chị em nào chưa đốt nhang hay là thắp hương thì mình làm bước vào lớp chân để thắp phụ lý hương cho quần. Và sau đó sáng chấp lại chương trình cho em cháu sờ thừa lớp cửa và di quang. Thank you.
Tại ơi anh Tài anh Tài ừ. Che cái cây sắt hồi nãy là được rồi. Thôi, thằng này đậu có ba cây thằng này rồi. Để vô xíu rồi, chờ tao vô nữa. Lấy dây buộc câu lại nó mới được. Bây giờ phải tính sao cho nó mà chất lượng nè. Lấy dây câu là vũ vằn luôn mới được. Có thể bỏ dưới dừa đó anh Ba. Hả? Có thể bỏ dưới dừa không? Khoan, bây giờ bỏ dưới dừa thì lót ngang ở dưới đi cho nó bụp dưới đi, để trên này đụng mới chơi quá. Không được. Khải vậy đây. Nó chọt thiệt đó, không phải giỡn đâu. Phải tính làm sao cho nó gọn nhẹ mới được. Cho nó sập xuống đi. Xuống lá đi, ta lòn dây chuyền ngang lại. Không, để cho nó bụp dưới. Thế vậy chứ chọt đó nghe, không phải giỡn đâu à. Không được. Mấy mày đứng vô đó vịn mới được. Đỡ ra nó cắn cây đó kìa, cứng nhau đỡ mạnh ra ơi.
Sập bỏ dưới đây, bỏ trên chạy lắc nguy hiểm lắm. Hộp. Bỏ xuống hộp đó. Chứ để nó lắc dữ lắm, lắc rồi. Chạy đi 40-50 cây số mà phải chịu giỡn thôi trời. Dạ xong cái nó lắc dữ lắm, bỏ xuống dưới cho chắc ăn. Thằng thi đồ đi ra ông lái được cái người nào cũng cây nha. Tự dò lại dưới nào đi. Nó thèm cây suối đó cũng đỡ rồi. Cũng cây ơi, người nào rút? Ai rút rồi? Nặng lắm đó nghe. Ở đâu ở dưới này phải bợ. Rút cây ra coi. Ô, phật xuống để tôi nhộm tôi biết. Rồi bây giờ ở đằng sau nhóm lên. Cây. Ở đằng sau để vậy, đằng sau sơn. Rút cho rút cây ra. Rút cho nó nằm xuống dưới đi rồi mới kéo cây căng chịu nó chút. Rồi nó rút nó nặng hơn để vậy được á, nó dựng á. Không có được đâu. Để nó nói chuyện cho được. Vậy chừng hả vậy rút ra. Vậy sao mày xuống vỏ mày phụ nó đằng sau coi. Cây rút cây rồi để xuống đây nó không có mất đâu. Sang. Đâu rồi mấy thằng ở trong đó không bỏ là không bỏ cái vò cho nó lẫn rút cây ra trời. Đúng rồi, đẩy ngược lên mấy. Đẩy ngược lại chứ. Đẩy ngược trước lên. Đúng rồi. Đẩy lên trước một chút. Lên trước cho tao đụng lần trước đi. Bên kia kè, bên kia kè, bên đây nó nhắm lên trên. Chém chuối không chém mà về chuối. Anh ở trên mũi chém cái chuối. Để cho kẹo hả, căng lên cho đồng rồi. Cái này nó đồng rồi đó. Chưa? Nó ngay thẳng rồi kia chứ, nó ngay thẳng để cho kẹo à. Cái vậy bên đây, bên đây. Dạ, dạ, lên coi. Thì đi dỡ cái nắp luôn nè. Xe bên đây, rồi. Rồi. Chưa? Bên kia, chim hai đầu được cho nó lắc. Rồi, chim hai, chặt hai khúc chuối, chim hai đầu luôn. Chim nào nữa nè, chim ông nội nó không thể nào chim cái gì nữa. Rồi, đợi tôi cần dây cái. Giờ cho nó cống gì cho. Rồi, mấy ông đi xe hả? Hả? Ủa rồi, anh em đi vỏ hả? Thôi, 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 giờ mày mày. Mày, em nha. Mình mày đó. Nhìn cái đó rồi mà mày dám để trên, để cho nó hụt xuống luôn thì để trên. Trời ơi, anh Thi và khỏi dặn. Trộm đánh chống đó. Để dưới đó cái thấy dũng bụng. Ủa sao ve không đi tới hả? Ve ra, đường nào ai biết. Ôi, tội lỗi quá, nhờ hôm gỗ á.
Rồi rút rút cây thải, rút đoạn thải. Khoan, để tôi đây. Chưa có lúc.